Sau đây là câu hỏi của Võ Trung An, 26 tuổi. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Khải, cha của em 52 tuổi bị hở van hai lá cũng hơn 2 năm rồi nhưng không thuyên giảm. Mới hôm 30 tháng 8 vừa rồi, cha em phải nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán bị suy hô hấp, viêm phổi, suy tim, rung nhĩ, hở van hai lá. Vậy cho em hỏi bệnh của cha em có cách nào điều trị không? Phải điều trị bệnh nào trước? Ngoài uống thuốc theo đơn của bác sĩ thì cần kết hợp với loại thực phẩm chức năng nào không? Nếu có thì phải sử dụng loại thực phẩm chức năng nào là tốt nhất ạ? Vâng, như thế thì là ông nhà vừa bị rung nhĩ, đúng không? Vừa bị hơi hở hai lá thì cái rung nhĩ này mới là quan trọng. Đấy, mà lại COPD nữa. Vâng. Như thế là bệnh bệnh nặng đấy. Nhưng mà người ta bệnh nặng này thì có lẽ là ông phối hợp nhiều thứ bệnh. Trong đó có COPD, tức là viêm phế quản mãn tính, thể tắc tắc nghẽn. Trong đó lại có hở hai lá, mà hở hai lá là nguyên nhân gì? Ông huyết áp có cao không? Dạ không, thấy đề cập ở đây chắc là không. Vâng, phải xem huyết áp có cao không nhé. Và nếu có thì chúng ta phải chữa phối hợp nhiều thứ bệnh một lúc. Nhưng có một điều là không được dùng chẹn beta giao cảm, vì COPD và hen phế quản rất gần nhau. Nếu dùng chẹn beta giao cảm thì có thể là co thắt phế quản và bệnh nhân chết, và suy tim cũng có thể chết. Do đó nên nếu nhịp tim nhanh thì nên dùng thuốc để chống nhịp tim nhanh. Tôi nói ví dụ như là procoralan, là thuốc ức chế cái EF thì rất là tốt, chứ đừng dùng cái chuyện beta giao cảm. Đấy. Còn thực phẩm chức năng thì có thể dùng được, nhưng mà theo tôi nên chữa cái bệnh chính đã. Còn thực phẩm chức năng thì mua cái gì cũng được, nhưng mà phải chữa bệnh chính đã. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.